Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thần thoại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá game đầu tiên nha. Risky. Đây là một tựa game mình mới download về và rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Tựa game này xuất hiện vào năm 2017. Ok, let's go. Ok, let's go. Xe này rất là đẹp nha, không biết mình có thắng được xe này không. Ồ, thắng rồi. Let's go. Rồi bây giờ mình sẽ sang đến game tiếp theo. Let's go. Review Wrestling. Okay, let's go. Okay, let's go. Mình sẽ đua tốc độ cao hơn. Xe anh này rất là ngon, mình phải nâng cấp thêm thì may ra mới thắng được. Ok, let's go. Đua để kiếm thêm tiền và nâng cấp thêm, sau đó thì mình sẽ đua những tay đua cao hơn. Thank you.
Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Sonic Racing. Let's go. Ba vé ba, ok, let's go. Bắn luôn, tài thật. Lại bị bắn tiếp này. Họ có rất là nhiều súng luôn. Mình sợ thật. Để xem sao. Để cố gắng vượt qua còn lại. Let's go. Tốt 1 rồi. Rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 4. Sonic Runner. Let's go. Cái này càng về sau tốc độ càng nhanh các bạn nha. Các bạn mà không nhìn nhanh thì các bạn sẽ chết ngay. Let's go. Rất là nhanh luôn. Wow, nhanh thật. Con mình là chết ngay. Ok, với đích rồi. Wow, wow, rất là khoai luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang đến game tiếp theo, Sonic Dash. Let's go. Ok, mình sẽ điều chỉnh một chút cho nó cân. Let's go.
Oh my gosh. Oh my god, nhanh quá không kịp và mình không kịp sang. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Tom Friend. Chicken này Tom Friend. Let's go. Oh, cô bạn này đang bị ốm rồi. Và bây giờ thì mình sẽ phải cho cô ta hỏi luôn. Không biết là cô ta cần gì đây. Rồi, cô ta hết đau đầu luôn. Let's go. Mưa to rồi. Cô bé này thì mình sẽ cho vớt rác đi, vớt trong nhà này trước. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Tom Gun Run. Let's go. Sẽ chuyển sang một thành phố khác. Tiếp tục, để cuối cùng. Ok, đã sang một thành phố mới rồi.
Let's go. Nhiều tiền luôn, nhưng mà anh mèo này có vẻ chạy rất là lâu, anh ta không biết mình là gì. Wow, một con đường mới. Yeah, ok, rất là đẹp mắt luôn.
Wow. Và bây giờ thì mình sẽ sang được game tiếp theo. Let's go. Một chú mèo. Thổi lên nào. Let's go. Càng lúc càng nhanh. Nhanh thật. Quá nhanh rồi các bạn ạ. Các bạn mà nhanh tay nữa thì các bạn cứ chơi liên tục thôi. Ok. Thua rồi. Rồi cho em bé ăn cái này đi. No rồi. Ok, let's go. Và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.